Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đang trở lại với chương trình Hỏi đáp Phật pháp, chương trình do kênh truyền hình Phật sự Online TV thực hiện cùng với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ thuật tôn tạo tượng Phật Zen Art. Và qua những chương trình phát sóng vừa rồi thì ban tổ chức đã nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý khán giả gửi về cho chương trình. Và ngày hôm nay con xin trân trọng được giới thiệu Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó ban Văn hóa Trung ương, sẽ tiếp tục là người giải đáp những thắc mắc cho quý vị. Và qua những chương trình phát sóng vừa rồi thì ban tổ chức đã nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý khán giả gửi về cho chương trình. Ban tổ chức đã chắt lọc được một số những câu hỏi như sau. Kính thưa Thầy, ngày xưa các vị tu sĩ thường ẩn tu, tuy nhiên là trong đời sống hiện đại ngày nay thì hình ảnh người tu sĩ có mặt ở khắp mọi nơi, cũng như là tham gia vào rất là nhiều những công tác tổ chức xã hội, cũng từ đó đã xảy ra rất là nhiều những ý kiến trái chiều về sự tu hành. Vậy kính thưa Thượng tọa, đâu là lý tưởng đích thực của một người tu sĩ? Người xuất gia là người chọn cho mình một cái lý tưởng cao đẹp và xây dựng cho mình một cái nhân cách lớn. Mà chúng ta biết được rằng đó là một người có nhân cách lớn là phải đi trên con đường lớn. Con đường đạo là con đường lớn, con đường sáng, con đường đẹp. Đi trên con đường đó đó là người xuất gia phải tâm khác với đời và hình cũng khác với đời. Tâm thì nuôi dưỡng hạt giống Bồ Đề, và tướng là phải làm sao để thể hiện được một cái hình bóng thoát tục. Để làm gì? Để tiếp nối và thắp sáng ngọn đèn giáo pháp của Đức Phật, và đem cái điều tốt đẹp đó để gieo rắc ở trên thế gian này, để đền đáp ân đức của quê hương, tổ quốc, tam bảo, cha mẹ, các ân nhân và hết thảy chúng sinh vạn loại. Đây là một cái chí nguyện rất đẹp và rất lớn của người tu. Chúng ta thấy đó, khi một người bước chân vào cửa đạo và phát nguyện xuất gia thì nó mang cái yếu tố gì? Thứ nhất là cảm mộ đạo pháp và hứa với lòng là gánh vác được đạo pháp. Bởi vì khi một người mà phải cảm mộ đạo pháp rồi thì mới chọn để đi trên con đường đó được. Ta không có cảm mộ, ta không có lý tưởng, ta không có kính quý, ta không thể nào chọn con đường đi. Cho nên việc đầu tiên là cảm mộ đạo pháp và nguyện đứng vào trong cái hàng ngũ của tăng sĩ và gánh vác việc của Phật, của tổ, của chúng tăng mà chúng ta ước nguyện là chúng ta sẽ thực hiện. Thứ hai là cái gì? Là từ bỏ những cái đẹp của thế gian để khoác lên trên mình một cái nếp sống đẹp đẽ ở trong đạo. Quý vị có thể hình dung người ở đời là cần có một cái mái tóc cho thật đẹp, cần có một cái bộ đồ cho thật đẹp, thì người tu là gì? Cạo bỏ những cái nét đẹp của thế gian, những nét đẹp của quyến rũ, của tình ái, của sự dính mắc, và khoác lên trên mình chiếc áo giải thoát, chiếc áo màu của đất, màu của tha thứ, bao dung, nhẫn nại, kiên trì và sinh trưởng bao nhiêu công đức. Cho nên cái người tu là cái người phải rũ bỏ những cái luyến ái của thế gian. Mà chúng ta có thể nghe một câu là biết cái tính luyến ái nó như thế nào. Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đên. Một sợi tóc có thể làm dính mắt, một sợi tóc có thể làm lụy sầu cho kiếp người. Cho nên người tu là người tháo bỏ những cái luyến ái của thế gian. Và trong nhà Phật, mái tóc đó là biểu tượng của phiền não, của những nỗi buồn. Cho nên phải tháo bỏ phiền não. Vì vậy mà người tu phải cạo đầu. Thì ở thế gian áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo bông, áo hoa,
Nhưng người tu chỉ sống một đời bình dị chiếc áo nâu của đất và chiếc áo lam của hương khói và chiếc áo vàng biểu tượng của màu giải thoát, gác bỏ tất cả mọi cái vẻ đẹp của thế gian. Chúng ta thử hình dung đi, một người tu sống ở đâu? Sống ở chùa. Và cái nếp sống mỗi ngày như thế nào? Mỗi ngày hành trì lễ bái, tu tập công phu thiền tọa. Đây không phải là tiêu cực, mà đây là một lý tưởng cao đẹp. Khi một cậu sinh viên đi du học, cậu ấy gác qua chuyện gia đình, gác qua những tình cảm thân quyến để đi chọn một trí tuệ lớn để cống hiến cho xã hội, cho tổ quốc. Khi một anh chiến sĩ, anh đi ra ngoài biên cương, ngoài hải đảo, là anh gác qua cái việc gia đình, mà cái căn nhà của anh ta lúc bấy giờ đó là quê hương, đó là tổ quốc. Khi một người làm cái công tác bảo vệ môi trường thì cả một trái đất này đó là ngôi nhà duy nhất, và cả sự sống này đó là những người thân duy nhất. Cũng vậy, người đi tu gác qua cái chuyện mà gia đình, người thân, bạn bè để nuôi dưỡng một cái lý tưởng cao đẹp và nhận tất cả chúng sinh vạn loại là bà con của mình, là thân bằng quyến thuộc của mình. Phải có lý tưởng cao thượng mới làm được, và phải yêu đời lắm lắm luôn mới làm được. Chứ đừng nghĩ đạo Phật là một cái gì đó tiêu cực, hay là trốn đời, hay chui vô chùa với một cái nếp sống mà khép mình không còn biết gì với ai nữa. Cho nên lý tưởng của người tu rất là cao đẹp. Và khi đi trên con đường lớn lao ấy đó, là chỉ có lý tưởng là cao đẹp. Ngay cả thân mạng của mình đúng là quý, đúng là đẹp thật. Nhưng cái thân phước báu, cái thân trang nghiêm, cái phân thân có giáo pháp, hay nói một khác hơn là cái giới thân tuệ mạng của con người đi tu nó còn quý hơn rất nhiều. Cho nên xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần là đi cầu một lý tưởng đẹp đẽ chứ không phải tránh né. Và khi một người đã tu rồi thì phải đi cho tới nơi tới chốn, phải làm cho bằng được để làm sao kiến đạo, thấy đạo và ngộ đạo. Thì đó là cái lý tưởng đích thực của người tu. Trong cái đời sống hiện tại, chúng ta cứ thử có một phép so sánh nhỏ nhỏ thôi, thì chúng ta mới thấy được là cái người xuất gia họ cống hiến và họ chọn con đường của họ nó vĩ đại đến cỡ nào. Cái khoảnh khắc mà thế gian ngủ rất ngon thì khoảnh khắc đó người tu phải dậy công phu thiền tọa lễ bái. Cuộc sống của thế gian là hưởng thụ, là ăn sung mặc sướng, thì nếp sống của người tu rất bình dị. Cuộc sống của thế gian là một bữa ăn, ít nhiều cũng có nỗi đau của con vật này, của chúng sinh kia, thì nếp sống của người tu chỉ đơn giản là rau củ quả. Cuộc sống của thế gian là phải giành giật, phải tranh chấp, phải gọi như là tìm kiếm hạnh phúc bằng những nỗi đau nỗi buồn của nhau, thì lý tưởng của người tu là hãy nuôi dưỡng tâm thiện lành của mình và hãy làm sao thắp sáng được cái đạo đức nhân cách để tỏa ra cho đời được yên, được lành. Đó là hạnh nguyện của người tu. Nhìn về góc độ xã hội thì chúng ta thấy là hiện nay tăng sĩ đã có nhiều cái hoạt động và hình bóng của tăng sĩ bắt đầu có mặt ở nơi này, nơi kia, ở trong cuộc sống, và có những cái chuẩn mực và có những cái thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, không vì vậy mà ta đem cái cá nhân để ta đánh đồng với cái tập thể. Ta đem một cái rất dị biệt để ta đưa vô với một cái chung. Và không thể nào ta đưa một vài cái hiện tượng để ta đánh đồng với cái bản chất. Lý tưởng của đạo rất sáng, và cái người đi trên con đường đạo rất là đẹp. Nhưng đâu đó vẫn có hình ảnh của những người tu là tu chưa tới nơi tới chốn.
cũng có những vị là tu lai rai, và bên cạnh đó không tránh khỏi có những vị tu vì lợi dưỡng, vì miếng cơm manh áo, vì một lý do này lý do kia, điều đó là có thể xảy ra. Nhưng chúng ta cần có một cái nhìn cho thật khách quan để thấy được rằng là Đạo Phật là một hình thái xã hội. Tất cả mọi người tu là từ con người bước vào cửa đạo. Cho nên có người này, người kia. Nếu chúng ta muốn đánh giá đạo thì chúng ta hãy nhìn vào lý tưởng và nhìn vào trong ba ngôi cao quý sáng ngời Phật Pháp Tăng để ta thấy được con đường đi nó đẹp và những con người đi trên con đường này là rất đẹp. Vâng, con xin cảm ơn Thượng Tọa rất là nhiều. Và thưa quý vị, lý tưởng xuất gia là một lý tưởng cao đẹp. Và không phải ai khi mà chọn lựa con đường xuất gia cũng là khi mà họ gặp phải những thất bại trong cuộc sống, khi mà họ đau khổ, yếm thế thì họ mới lựa chọn con đường xuất gia, đúng không ạ? Bằng chứng là có rất là nhiều những doanh nhân, những người trí thức có thể buông bỏ cả sự thành đạt, cả sự nghiệp của mình để lựa chọn lý tưởng về con đường xuất gia. Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng chính là hoàng tử con của vua Tịnh Phạn, người kế thừa cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng ngài cũng buông bỏ hết điện ngọc, cung vàng, vợ đẹp, con xinh để lựa chọn lý tưởng xuất gia là một lý tưởng cao đẹp để cứu độ chúng sinh. Và mỗi người dân Việt Nam của chúng ta cũng vô cùng tự hào có một vị vua anh minh, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi ngài đã hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước và đem đến hòa bình cho dân tộc thì ngài cũng đã tiếp tục nối theo con đường của Đức Phật. Kính thưa Thượng Tọa, và một câu hỏi nữa của vị khán giả có tên là Nguyên Dung đã gửi về cho chương trình, đó là: thưa Thượng Tọa, sau khi thọ giới tỳ kheo thì một vị tu sĩ sẽ phải thực hành hạnh nguyện gì? Một vị tu sĩ khi mà thọ giới tỳ kheo có nghĩa là vị đó được dự vào hàng tăng bảo, là một trong ba ngôi cao quý mà thập phương bá tánh hướng về. Vị đó thực hành hạnh nguyện gì? Hạnh nguyện nó nằm ngay trong cái chữ tỳ kheo đó. Ta biết được rằng là thứ nhất là tất cả đều phải được xây dựng trên nền tảng của giới luật. Một vị tỳ kheo là phải sống và thực hành theo lời dạy của Đức Phật bằng cách là vân giữ giới luật để xây dựng nhân cách, đạo đức và lối sống của mình cho thật thanh cao, cho thật có phẩm chất. Ý nghĩa tỳ kheo nó có mấy ý. Thứ nhất là khất sĩ. Khất sĩ là một cái người đi hành khất. Trên là xin giáo pháp của Đức Phật và dưới là xin cái bát cơm của vạn loại chúng sinh. Xin giáo pháp để nuôi cái tâm, xin bát cơm để nuôi cái thân. Và khi mà đi hành cái hành khất sĩ như vậy để rồi dẹp đi cái bản ngã, cái tôi của mình, để mà sống thực hành hòa mình vào trong vạn loại chúng sinh, để thể hiện được lý tưởng cao đẹp, đem ánh cái chiếc áo giải thoát đi vào trong cuộc đời. Thứ hai là dẹp trừ những cái chướng ngại, hay nói một cách khác hơn đó là ma chướng. Ma thì nó có nội ma và nó có cái ngoại ma. Cái nội ma là những cái chướng ở trong tâm mình, những con ma của tham, của sân, của si, những con ma của bản năng, những con ma của tật đố. Những cái đó nó làm trì trệ nếp sống của người tu và nó làm chướng ngăn cái đạo giải thoát của mình. Cho nên dẹp ma ở đây là dẹp những cái nội chướng ở trong lòng mình, và dẹp cái ngoại ma là những cái ma gây trắc trở, gây khó khăn cho mình. Không phải là mình đánh mình dẹp, mà mình biết chuyển hóa và lấy đó để mà làm đạo, để tăng trưởng thêm cái đạo lực của mình. Người càng tu cao thì gặp chướng duyên nghịch cảnh càng nhiều. Người càng phụng sự cho lý tưởng giải thoát thì khó khăn càng nhiều. Hãy lấy cái chướng duyên đó, hãy lấy cái nghịch cảnh đó để làm bạn, để mà đem đạo vào, thì ý nghĩa của việc truyền bá đạo pháp nó sẽ vững chãi hơn.
Và cái thứ ba nữa là phải chuyển hóa những cái ác ở trong mỗi con người và ở trong thế gian. Một lần nữa, không có dẹp trừ, không có đánh phá, mà chỉ chuyển hóa thôi. Làm sao để chuyển cái ác nó trở thành cái thiện, chuyển cái xấu nó trở thành cái tốt. Ta đi tiêu diệt cái ác thì cái thiện nằm chỗ nào? Ta đi diệt cái xấu thì cái tốt nó nằm ở chỗ nào? Và nếu diệt hết rồi thì có còn là cái thiện, cái tốt hay không? Cho nên sống là chuyển hóa, ngay nơi cái ác đó mới có cái thiện, ngay nơi cái xấu đó nó mới có cái tốt. Một vị tu sĩ trở thành một vị tỳ kheo là làm tròn cái sứ mệnh của một vị tỳ kheo, dâng vân giữ giới pháp và thực hiện những điều Đức Phật đã dạy, và bên cạnh đó cũng thực hiện việc công phu thiền tọa để nuôi sáng tâm thiện lành. Chúng ta thường lý tưởng hóa một vị tu sĩ là phải hoằng pháp như thế này, phải làm từ thiện như thế kia, phải cứu độ chúng sinh như thế này thế này. Nhưng tất cả đều phải xuất phát từ ở trong cái đạo tâm của người đó. Khi giáo hội phân công cho một vị làm việc gì đó, không phải cảm tính, không phải là cái khả năng mà đạo lực có cán đáng được hay không, lý tưởng tu hành và phụng đạo có vững chãi hay không, thì như vậy nó mới bền, nó mới chắc. Tất cả mọi sự phụng sự chúng sinh thì nó nằm ngay ở trong đây. Một khi đạo lực đã tỏa sáng rồi thì ngôn hành đó là bài pháp. Một khi mà tâm đạo đã thiện lành, tất cả mọi việc làm đó là thiện. Còn nếu thiếu cái chữ thiện, thiếu chữ đạo ở trong đây thì những việc làm ở bên ngoài đôi khi phải thận trọng lắm, chứ không nó lại xa đạo, nó thì xa cái chữ thiện. Chứ không phải việc làm mới nói lên được tính chất, mà tâm để nói lên cái việc làm. Vâng, cảm ơn Thượng Tọa rất là nhiều. Và có lẽ là qua chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng đã rõ ràng rồi đúng không ạ? Dạ, kính thưa Thượng Tọa, một câu hỏi nữa từ một khán giả có tên Facebook là Bảo Trân đã gửi về cho chương trình. Thưa Thượng Tọa, con nghe nhà Phật có câu buông hạ đầu đao, lập tức thành Phật. Xin Thầy phân tích rõ hơn về câu này. Nếu một người làm nhiều tội ác nhưng thành tâm hối cải và phụng sự cho chúng sanh, người ấy có xứng đáng từ một tên lưu manh được mọi người gọi là Thầy không? Bà có phải nhận lấy quả báo của mình không ạ? Ta trở lại với hình ảnh của tăng đoàn Đức Phật năm xưa để thấy được rằng là những người đến với Đạo Phật là những người đến với rất nhiều thành phần khác nhau ở trong xã hội. Vua chúa đến với Đạo Phật cũng được, các cái thành phần tri thức đến cũng được, những nhà lãnh đạo các tôn giáo đến cũng được, những doanh nhân đến Đức Phật cũng tiếp nhận, rồi những kẻ thấp kém hạ tiện đến cũng được, thậm chí những cái người hạ tiện, những người độc ác đến với Đạo Phật cũng được. Rõ ràng vua Ba Tư Nặc đó là một cái vị, hoặc là Tần Bà Sa La là những minh quân lãnh đạo đất nước, hay như là những vị đệ tử lớn của Đức Phật như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là những nhà lãnh đạo tôn giáo, hay là Jivaka là một bác sĩ, hay như là Anathabindika là một doanh nhân, một tỷ phú, hay là những người ở một cái giai cấp thấp, ví dụ như là Vô Não là một cái tay tướng cướp, như là Khema là một cái cô kỹ nữ, hay là Ubali là những người hốt phân. Tất cả những thành phần đó ở ngoài đời có thể mỗi người mỗi việc thiện ác đều có thực hiện, và đặc biệt là với những người ác. Nhưng khi đã ngộ đạo, đã bước chân vào cái cửa Phật rồi thì họ đã có cái sự cải hối
và họ trở thành những con người tốt. Về mặt quả báo thì nhân quả rành rành, mỗi người tự tạo thì phải tự thọ cái việc làm của mình. Tuy nhiên, nhờ sự tu hành, nhờ có phước báo, ít nhiều nó có một cái sự tác động để lay chuyển được đi cái căn nguyên ban đầu. Giống như là một cái nắm muối mà bỏ vô trong một ly nước thì nước rất mặn, nhưng cũng nắm muối ấy mà bỏ vô trong thau thì nó khác, bỏ vô trong hồ nó khác, và bỏ vô trong dòng sông thì nó gần như không có gì. Cái phước báu của con người giống như nước, nước ít mà muối nhiều thì rõ ràng là quả báo xấu phải lãnh. Còn phước quá lớn mà cái tội mình tạo ra thì cái phước nó có thể chuyển hóa và giúp cho người kia nhẹ nhàng đi cái quả báo. Có nghĩa là không thay đổi về mặt nhân quả, nhưng mà có ảnh hưởng tương tác trong cái việc tu hành và phước báo của mình. Một cái yếu tố thứ hai để cho thấy được rằng là có thể ngày hôm qua họ là tướng cướp, nhưng hôm nay họ đã là người thiện, người lành rồi. Mà thường á, khi một người á, mà đã từ ác mà quay về với thiện, người đó chí nguyện của họ rất lớn và họ làm rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời. Ngày hôm qua nó là bãi rác, nhưng hôm nay nó đã là vườn hoa, thì ta phải thừa nhận đây là vườn hoa. Ngày hôm qua nó là một cái bãi cỏ, nhưng hôm nay nó đã trở thành một cái đồng lúa, thì ta phải thừa nhận rằng đây là cái đồng lúa. Chứ đâu thể nào mà cứ cái đã đi qua rồi ta cứ chấp vào cái quá khứ. Quan trọng là người đó có hướng thiện và có chuyển hóa hay không. Cho nên cửa chùa luôn luôn rộng mở. Và đặc biệt đối với những người bất thời thiện, những người bất lương, thì Đạo Phật cần phải đưa cái bàn tay ra để nâng đỡ và chăm sóc nhiều hơn nữa, để cho người kia có được cái tâm tốt để giúp cho cuộc sống này. Vừa rồi thì Thượng Tọa có nhắc đến hình ảnh của một số vị trong tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa. Khi mà đã quay đầu và tu tập thì tất cả các vị đều đắc quả A-la-hán, đúng không thưa Thượng Tọa? Tất cả những vị đó đều đắc quả. Và con còn nhớ một câu mà rất là hay, mà là chúng ta không coi thường một đống lửa nhỏ, một con rắn nhỏ và một vị tỳ kheo trẻ. Và đặc biệt là những người mà họ đã có cái tiền sử đó là làm những việc ác, việc xấu, hoặc là họ có xuất thân từ hèn mọn đi chăng nữa, khi mà họ tu tập thì họ đều có thể chứng quả và đạt đến những cảnh giới cao nhất. Và thưa Thượng Tọa, trên mạng xã hội có rất là nhiều những hình ảnh các vị tu sĩ, và đặc biệt là ở Thái Lan đó thưa Thượng Tọa, các vị có xăm mình nè, rồi bấm lỗ tai, thậm chí là bấm lỗ mũi. Và những hình ảnh đó khi mà đưa lên mạng thì người ta có những cái comment rất là ác ý về hình ảnh của một vị tu sĩ. Theo quan điểm của Thượng Tọa thì những hình ảnh này với những người Phật tử hoặc là những người bình thường thì chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ? Khi mà nhìn nhận một vị tu sĩ mà có xăm mình này, rồi xăm lông mày này, rồi hoặc là đeo, hoặc là những cái này kia khác nọ, lúc mà vị đó biểu hiện, thì chúng ta cần phải có một cái nhìn cho xác đáng là những cái điều đó nó diễn ra trước khi xuất gia hay là sau khi xuất gia. Chúng tôi có dịp để đi hành đạo ở hải ngoại, đặc biệt là các nước Âu Mỹ. Tuổi trẻ đi tu thì ít, nhưng mà người lớn đi tu thì khá nhiều, đặc biệt là với phụ nữ. Đôi khi tôi cũng rất là ngỡ ngàng với những cái sư cô, những cái ni sư. Ủa mà sao lại xăm môi, sao lại xăm mày, sao lại trang điểm này kia khác nọ. Nhưng mà sau một hồi bình tâm và qua một vài câu chuyện đó, thì những vị này trước khi xuất gia là đã làm rồi. Cho nên
Cái đó là những cái đẹp của thế gian. Còn bây giờ là đi xuất gia rồi, cho nên dư âm nó vẫn còn. Cái quan trọng là người Phật tử cần nhận định là cái nếp sống của người đó đã trở thành vị xuất gia chưa? Cái phẩm chất, cái oai nghi, cái giới hạnh đã là người xuất gia chưa? Còn quá khứ tạo tác qua cái thân thể của mình bằng cách xâm cái này, xâm cái kia, bây giờ thay đổi đâu có được. Nhưng mà người đó đã tô điểm cho mình tâm hồn đẹp đẽ bằng oai nghi, bằng phẩm chất của đạo pháp, thì chúng ta nên có một cái nhìn cho nó sâu sắc. Chứ còn chúng ta nhìn những cái hình ảnh đó để chúng ta đánh giá một người tu thì thật sự là cũng oan nghiệt. Có cái mà ta nên phê bình là ngay sau khi xuất gia rồi vẫn tiếp tục trang điểm cái thân tướng này bằng cách xăm cái này, bằng cách tô điểm cái kia. Cái đó không nên một chút nào. Còn dư âm của quá khứ còn để lại, và cho đến bây giờ hiện tăng tướng rồi, nhưng mà những cái điểm, những cái chấm của quá khứ khi còn ở thế gian vẫn còn, thì ta nên có một cái nhìn cảm thông, có lẽ nó dễ chịu hơn. Vâng, con xin cảm ơn Thượng Tọa rất là nhiều. Và thưa Thượng Tọa, cũng liên quan tới những cái câu hỏi vừa rồi, như là về lý tưởng của người xuất gia và về hình tướng của người xuất gia, thì con xin tiếp tục đọc một câu hỏi của bạn Dương Văn Trung với một câu hỏi như sau là: kính thưa Thượng Tọa, gần đây có một số vị tu sĩ chụp hình livestream nói chuyện rất thiếu trang nghiêm trên nhiều trang mạng xã hội. Điều này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh tu sĩ hiện nay và cũng tạo cơ hội cho nhiều phần tử xấu lợi dụng để phản bác đạo Phật. Theo thầy thì giáo hội có nên xem xét lại những trường hợp trên và để đưa ra các điều luật nghiêm trị các trường hợp tăng ni không nghiêm túc trong việc tu học? Nếu trường hợp nào bị phát hiện nhắc nhở không sửa đổi thì tốt nhất là nên cho hoàn tục để không làm ảnh hưởng đến các bậc tu hành chân chính và Phật giáo nói chung ạ? Trong cái đời sống xã hội, ta thấy cái môi trường á, nó rõ rành rành. Ngôi chùa là ngôi chùa, cái căn nhà là căn nhà, cái nhà hàng là nhà hàng, và cái khách sạn là cái khách sạn. Tu sĩ là phải ở trong chùa, tu sĩ mà ở nhà là coi không được, tu sĩ mà lởn vãn ở nơi nhà hàng khách sạn là quần chúng phản ảnh. Cái môi trường xã hội nó rành rành rõ rõ, cho nên dễ nhận định. Còn bước lên trên một cái thế giới mạng, nó không phân biệt đâu là môi trường đạo pháp, nó không phân biệt đâu là môi trường xã hội, thậm chí những môi trường xấu, những cái góc khuất, những cái tối nó cũng nằm trên mạng. Và đó là cái điều khó hiện nay mà minh định được cái nên và cái chưa nên. Tôi có cảm nhận là giáo hội hiện nay cũng đang lúng túng trong cái việc minh định tu sĩ phải lên trên trang mạng sinh hoạt như thế nào và có cái nếp sống như thế nào ở trên trang mạng. Tất nhiên mỗi người có một cái lý lẽ của lễ của mình, thì đưa hình ảnh đạo Phật lên trên mạng, đưa nếp sống của mình lên trên mạng, có nhiều cách để nói. Nhưng tôi xin thưa, nó như thế này nè. Sống ở trong chùa đó là có thầy, có bạn, có giới luật, có kệ kinh, có cơm chay, rồi có giấc ngủ trong trước sau khi thiền tọa. Những cái đó nó nuôi dưỡng, nó hung đúc cái phẩm chất người tu. Nhưng mà bước lên trên mạng rồi, cái gì để kiểm soát mình, cái gì để nói rằng là mình là sống đúng theo nếp đạo? Mà người tu á là sống có giới luật, người tu sống có chánh niệm. Khi mà uống một ly nước thì người tu phải bê một ly nước và dành ra khoảng 10-15 giây để đọc một cái bài kệ. Bê một ly nước có chánh niệm, đặt xuống ly nước có chánh niệm, mỗi bước chân đi có chánh niệm, và tỉnh thức trong lời nói, trong hành động, trong mỗi việc làm của mình. Tôi nghĩ thế này, cái đời sống của người tu là nền tảng thiết yếu để xây dựng nhân cách đạo đức của mình. Và do vậy, khi mà một người
lên trên mạng, hoặc là selfie, live stream hay là một hình ảnh gì đó, đôi khi nó bất cẩn, đôi khi nó không có giữ được chính mình và những hình ảnh rất xấu dễ xảy ra. Tôi nghĩ là nên cẩn trọng trong việc làm này, và giáo hội cần nên có những điều khoản để nhắc nhở, để chăm sóc người tu khi mà đi vào trong cái thế giới mạng. Chứ nếu không thì nó sẽ trở thành một cái ô hợp khó lường. Dạ thưa Thượng Tọa, theo con thấy thì có rất là nhiều quý thầy, quý sư cô khi mà sử dụng mạng xã hội đã hoằng pháp rất là tốt bằng cách là đưa lên những bài giảng hoặc là những bài kinh cũng như là những bài viết vô cùng sâu sắc, là góp phần tịnh hóa công dân mạng cũng như là đem công tác hoằng pháp vô cùng hiệu quả đối với công dân mạng. Chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là mạng xã hội có những yếu tố tích cực. Thông qua mạng xã hội mà quần chúng Phật tử nghe được giáo pháp, hiểu được lời dạy của Đức Phật và thấy được những cái hoạt động Phật sự rất to tát của giáo hội, của tổ chức Phật giáo hoặc của những vị tăng sĩ Phật giáo chân chính. Trong trường hợp mặt trái ở đây là một vài cá nhân lên Facebook, rồi đi đâu cũng tôi đang ở chỗ này, tôi đang ăn cái này, hôm nay tôi buồn, hôm nay tôi vui, hay là những cái việc làm đó đôi khi nó thiếu chuẩn mực với đời sống của một tu sĩ và ít nhiều nó làm ảnh hưởng nếp sống của tăng đoàn. Thế gian đã như thế, người tu cũng như thế thì nó khó coi. Vấn đề là chấn chỉnh một vài cá nhân đã lên trên mạng xã hội và làm ảnh hưởng. Còn nếu vì Phật Pháp, vì truyền bá ánh đạo thì nó rất lợi lạc cho số đông. Tôi nghĩ là khi mà một người mà phát ngôn về đạo Phật, có những cái quan điểm đánh giá về đạo Phật, thì trước hết là nên hiểu đạo Phật. Chưa hiểu đạo Phật mà phát ngôn về đạo Phật, phân tích về đạo Phật, đôi khi không có chuẩn. Có một câu chuyện cũng mới diễn ra mới vài ngày nay, ở tại tu viện Khánh An, cách đây 3 hôm. Vào lúc 5 giờ sáng thì có một cái chú xe ôm, chú đi giao rau cho chùa. Và lúc bây giờ chư Tăng đang ngồi thiền ở trên chánh điện. Chúng tôi cũng ngồi thiền, nhưng mà là cái người gọi là giám thiền, cho nên đi xung quanh để nhắc nhở quý thầy, quý chú tọa thiền. Thì ở trên Phật đường tỉnh thức, tôi thấy một chiếc Honda, lắng nghe chiếc Honda đi vào, rồi bóp còi in ỏi. Thì chúng tôi từ ở trên chỗ cái thiền đường đó đi xuống, nhưng mà từ trong hầm xe tôi bước ra, thì thấy chú xe ôm đó, chú lầm bầm: chùa chiền gì đâu mà giờ còn ngủ im, chưa dậy. Thì tôi từ bên trong tôi bước ra thì tôi nghe lầm bầm rồi, nên là sợ chú xấu hổ, nên tôi phải đi vòng qua một vòng, rồi tôi đi từ xa xa để chú thấy, để rồi tôi tới tôi nhận rau thay cho mấy chú nhà bếp để chú khỏi lầm bầm. Và sau khi nhận rồi thì tôi cảm ơn rồi chú đi về. Câu chuyện đơn giản thôi, nhưng tôi muốn nói như thế này nè: nếu mà chú hiểu một cách sâu sắc á, thì nếu mà mấy ông thầy 5 giờ mà còn ngủ thì làm sao cánh cửa chùa mở toạc ra để cho chú đứng ngay giữa sân chùa? Đã ngủ là không có mở cửa. Và chú đâu biết được rằng là ở trên thiền đường chư Tăng đang tĩnh tâm. Chú đâu biết rằng nhà bếp mấy vị đang nấu nướng. Chú đâu biết rằng là ở ngoài vườn đã bắt đầu tưới cây. Chú chỉ đứng cái sân để mà chú nói thôi. Điều đó tôi muốn nói rằng là ngay khi đặt chân vào trong sân chùa mà còn chưa hiểu được chùa, chưa hiểu được chư Tăng, thì một người đứng ở ngoài đường, thậm chí đứng cả hàng mấy trăm km, làm sao mà nhận định, làm sao hiểu được nếp sống của Tăng, nếp sống ở trong chùa. Vậy mà cứ bình luận, vậy mà cứ nói. Cho nên những trường hợp như vậy tôi cảm thông nhiều hơn.
Muốn nói đến đạo Phật thì phải hiểu đạo Phật. Muốn nói đến ngôi chùa thì phải hiểu ngôi chùa. Muốn nói đến hình ảnh nếp sống của chư Tăng thì phải đi vào trong chùa để hiểu được nếp sống của người Tăng. Giống như một chú xe ôm, không gian tĩnh lặng thiền tọa công phu vẫn hiện hữu, nhưng mà chú không cảm nhận, chú nói giờ này mà còn ngủ. Những người tìm đánh giá về đạo Phật cũng vậy, đôi khi còn đứng rất xa đạo Phật để rồi nhìn một vài cái hiện tượng, để rồi cho rằng đây là cái chung, để rồi đánh giá. Tôi e rằng nó khập khiễng lắm. Thứ hai nữa là cái người mà có tinh thần cầu thị, cái người mà có thiện chí thì sẽ nhìn đạo Phật nó khác. Còn người mà chỉ biết mà đem những cái góc khuất, những cái dở ra thì cái này thì chịu thôi. Nếu bây giờ mà đến tu viện Khánh An mà chụp hình ảnh của một cái góc cái xó nào đó hay là một cái thùng rác và nói rằng đây là tu viện Khánh An, thì tôi xin chắp tay tôi quỳ xuống, tôi nói dạ đây đúng là tu viện Khánh An, chứ tôi đâu có chối cãi được. Nhưng nếu đưa ra hình ảnh chư Tăng thiền tọa, rồi tưới nước, rồi tụng kinh, rồi học tập, rồi làm những điều thiện lành, thì đó là câu chuyện nó khác. Vấn đề nữa, để mình thấy rằng là tất cả mọi sự phản ánh của một con người, nó xuất phát từ tâm của con người đó. Khi tâm của một con người tốt, họ phản ánh tất cả mọi sự vật hiện tượng, nó tốt. Và tâm của họ không tốt, thì nó cũng sẽ bày tỏ những cái không tốt. Tất nhiên, cũng có những trường hợp là tâm này rất tốt, nhưng mà cái đối tượng kia chưa được tốt, thì phản ảnh với tinh thần xây dựng nó khác. Còn phản ảnh với tinh thần đã phá đập đổ thì câu chuyện nó khác. Cho nên, thứ nhất, tôi muốn khuyên là hãy hiểu đạo Phật. Trước khi nói về đạo Phật, hãy hiểu về nếp sống của chư Tăng. Trước khi nói về nếp sống của chư Tăng. Yếu tố thứ hai là có một cái nhìn khách quan, chuẩn mực, đâu là hiện tượng, đâu là bản chất. Thứ ba là hãy nhìn một cách gọi là bình thường ở trong đời sống của chư Tăng. Đừng đẩy hình ảnh của quý thầy trở thành những vị thánh, để rồi có một vài khiếm khuyết, rồi bình luận, rồi chê bai, rồi lại phê phán, là cái này là một cái cực đoan mà hiện nay không ít trường hợp đã xảy ra. Và một điều nữa muốn thưa với quý vị là hình ảnh của tăng đoàn, như chúng tôi nói, là có rất nhiều thành phần của đời sống xã hội đặt chân vào ở trong này. Có những người tập khí quá khứ vẫn còn, cho nên cái sự chuyển hóa chưa đủ, nên những cái dở, những cái khiếm khuyết vẫn còn. Những cái mà học ở quá khứ ở ngoài thế gian nó vẫn còn, rồi nay tiếp tục nó được biểu hiện ở trong đời sống người tu, nó vẫn còn, đang trong quá trình thực tập, đang trong quá trình chuyển hóa, thì chúng ta cần có cái nhìn nhận cho nó xác đáng. Rồi chúng ta thấy trong cái tăng đoàn của đạo Phật không tránh khỏi một số rất là ít vì lợi dưỡng, vì miếng cơm manh áo, vì tránh né đời, vì một lý do gì đó. Nhưng đây là những trường hợp cá biệt. Thì không vì cái cá biệt đó mà chúng ta đánh đồng, để rồi chúng ta nhìn nhận một cái chung mà nó thiếu đi cái vẻ đẹp mà đạo Phật đã đem lại cho cuộc đời. Cảm ơn câu hỏi vừa rồi của khán giả Dương Văn Trung. Và chắc chắn là qua những chia sẻ vừa rồi của Thượng tọa Thích Chí Trơn thì chư Tôn Đức, Tăng Ni và Phật tử cũng hiểu hơn về việc sử dụng mạng xã hội làm sao đó đem lợi lạc đến cho cộng đồng. Xin cảm ơn Thượng tọa rất là nhiều. Và rõ ràng với nền tảng chân lý của Phật giáo đã tồn tại gần 3.000 năm nay thì cũng không vì một vài cá nhân nào đó mà nền tảng chân lý này có thể bị tổn hại, đúng không thưa Thượng tọa? Và đối với một người Phật tử, trước những cái hiện tượng xã hội như vậy, trước những thành phần xấu với những cái ý đồ mà cố tình chống phá
Phật giáo như vậy thì chúng ta nên có cái ứng xử như thế nào để đúng với tinh thần trí tuệ và từ bi của một người con Phật? Khi mà một cơn lốc, khi mà một cơn bão nó đi qua đó, là việc đầu tiên là mình phải bảo hộ mình. Mình phải bảo hộ mình. Mình phải kêu người thân của mình hãy trú ngụ vào cái nơi an toàn và bảo hộ lại mình. Và trong cơn bão của truyền thông, đặc biệt là những cái cơn lốc xấu đó, thì bản thân chúng tôi hay ngồi để quán chiếu, để nhìn nhận lại mình, để nhìn nhận lại mình và bình tĩnh thản nhiên trước mọi sự vật hiện tượng. Khi mà một điều gì đó mà nó ập đến đó, là tâm lý thường của chúng ta đó là làm gì? Là phản ứng, là phán xét, là quy kết, vân vân, rất nhiều. Nhưng bản thân chúng tôi có thể là cũng không phải ai cũng đồng tình đâu. Nhưng mà chúng tôi ngồi lại để nhìn lại mình, nhìn những người bạn đạo của mình, nhìn lại những đồng môn của mình. Đó, để rồi mình lắng tâm, để mình để cho cơn bão nó xuôi theo. Còn nếu không khéo, mình cũng trở thành những cơn bão tiếp theo nữa. Chân lý vẫn luôn luôn sáng ngời, mặt trời vẫn tỏa sáng đó, nhưng mà giông bão đi qua, những áng mây mờ nó bít lấp đi. Điều đó không có nghĩa là mất đi ánh mặt trời. Và rồi bão cũng sẽ đi qua, mặt trời cũng sẽ trở lại. Đạo Phật vẫn mãi sáng ngời ở trên thế gian này. Những cái dư luận tốt xấu của thế gian rồi không tránh khỏi. Cái quan trọng là những người Phật tử của chúng ta, thứ nhất là hãy bình tâm trước mọi cơn bão của truyền thông. Thứ hai là hãy vững chãi như núi và hãy giữ cái niềm tin bất động của mình đối với Tam Bảo. Và nếu có một vài hiện tượng tiêu cực xảy ra, thì đó là những cái cá nhân. Không vì vậy mà đạo bị mất cái này hay là bị mất cái kia. Mà chúng ta hãy nuôi dưỡng chí nguyện của mình bằng cách là thực hành lời Phật dạy và bày tỏ sự chân chính của mình. Chúng ta càng phải sống tốt hơn nữa để thể hiện được rằng là ta Phật tử đi trên con đường đạo để ta có được lợi lạc như thế này, mà đừng có bị cuốn vào trong những cái vòng xoáy của những cái cơn bão dư luận, của những cái tiêu cực, để rồi chúng ta cũng bị xoáy theo nó mà có những cái buồn vui đáng tiếc. Quý vị thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi của Thượng tọa Thích Chí Chơn trong chương trình Hỏi Đáp Phật Pháp kỳ này, chắc hẳn là Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như quý vị đã có thêm rất là nhiều kinh nghiệm và sáng tỏ hơn rất là nhiều điều. Và quý vị thân mến, quý vị có thể tiếp tục đặt những câu hỏi cho Thượng tọa Chí Chơn bằng cách quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ Hỏi Đáp Phật Pháp psotv@gmail.com hoặc là comment những câu hỏi của mình dưới những chương trình Hỏi Đáp Phật Pháp quý vị nhé. Để tiếp tục theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Phật Pháp của kênh truyền hình Phật Sự Online TV, quý vị đừng quên truy cập vào website Phật Sự Online TV, Facebook Phật Sự Online TV. Chúng ta xin được trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Tạo Tượng Phật Zenet đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình ý nghĩa này. Thời lượng của chương trình đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.